Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải. Thưa quý vị, W. Patrick Murphy, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nói trong cuộc trao đổi với các phóng viên Mỹ và châu Á qua điện thoại ngày 22 tháng 3 rằng Việt Nam hiện có một tàu cảnh sát biển do Mỹ cung cấp. Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực để nâng cao năng lực hàng hải của Việt Nam. Điều đó rất quan trọng với Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung. Họ có thể đóng góp nhiều cho khu vực. Mỹ hồi tháng 5 năm 2017 bàn giao tàu tuần duyên tải trọng cao USCGC Morgenthau cho cảnh sát biển Việt Nam qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA. Sau khi được biên chế vào cảnh sát biển Việt Nam, tàu được đổi tên thành Cảnh sát biển 8020. Đề cập đến việc năm sau Việt Mỹ sẽ kỷ niệm 25 năm bình thường quan hệ ngoại giao và Việt Nam sẽ là chủ tịch ASEAN, ông Murphy cho biết Mỹ mong muốn được làm việc chặt chẽ với Việt Nam về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực. Quan chức này khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, nhấn mạnh tất cả các quốc gia trên thế giới đều có lợi ích khi giao thông và thương mại ở các tuyến đường biển không bị cản trở. Dưới thời Tổng thống Trump, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông, áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Không quân Mỹ trong tháng 3 đã hai lần triển khai oanh tạc cơ B-52 thực hiện quyền tự do hàng không trên biển. Murphy tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển trên không, trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế được áp dụng. Ông khẳng định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ. Ông nói các bên có nhiều tầm nhìn riêng trong khu vực và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Chúng tôi cảm thấy được khích lệ khi điểm chung của các tầm nhìn này là một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và tuân thủ luật lệ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.